điều tuyệt đầy ngũ diễu hành trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay là khối nghi thức với lá cờ tổ quốc đang kiêu hãnh tung bay trong gió, màu đỏ tượng trưng cho cách mạng là màu máu của dân tộc và ngôi sao vàng năm cánh đại diện cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Lá cờ đã tung bay lần đầu tiên trong khởi nghĩa Nam Kỳ theo bước chân cha anh Trường Chinh trong ngày cuộc kháng chiến và là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc trên mỗi bước đường chúng ta đi. Và tiếp theo, biểu tượng logo của Học viện đang được rước qua lễ đài với ngôi sao vàng và thanh bảo kiếm của lực lượng công an nhân dân chỉ biết toàn đảng là toàn mình. Logo hiện diện dòng chữ C500 như một thương hiệu của niềm tự hào của tất cả các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên đã và đang học tập công tác tại Học viện An ninh Nhân dân. Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, học viện vui mừng đón nhận phần thưởng cao quý nhất của đảng và nhà nước, huân chương sao vàng. Đó là sự ghi nhận lớn lao về bề dày thành tích trong công tác xây dựng lực lượng và trưởng thành về mọi mặt của Học viện An ninh Nhân dân. Ngày 28 tháng 9 năm 2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Học viện An ninh Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gắn danh hiệu Anh hùng lên lá cờ truyền thống của Học viện, đánh dấu kết quả của sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học viên, khẳng định vị thế mới của nhà trường trong thời kỳ đổi mới. Với những công lao đóng góp trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an qua các thời kỳ, Học viện vinh dự được tặng thưởng chọn một bộ huân chương cao quý của đảng và nhà nước. Những phần thưởng cao quý đó là niềm tự hào to lớn của tất cả các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên. Khối học kỳ đang tiến vào lễ đài với 65 lá cờ đỏ biểu tượng cho 65 năm truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân. Học viện An ninh Nhân dân tự hào đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm nghìn học viên các cấp, bậc học, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc qua các thời kỳ. Học viện cũng vinh dự có nhiều cán bộ, giáo viên, học viên trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, các anh hùng, tướng lĩnh, nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trong lực lượng công an nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là các khối duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng các ngành đã và đang được đào tạo tại Học viện An ninh Nhân dân. Đi đầu là tổ công an kỳ với lá cờ đỏ sao vàng mang dòng chữ bảo vệ an ninh tổ quốc, lấp lánh huân chương và những chiến công thầm lặng của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có biết bao người con trưởng thành từ mái trường C500. Chúng ta chờ đón khối sĩ quan cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ giáo viên của Học viện luôn là lực lượng tiên phong đóng vai trò quan trọng cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Hiện nay đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện đã đạt chuẩn của một trường đại học tiên tiến với trên 50% cán bộ giáo viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Chúng ta chào đón khối sinh viên chuyên ngành an ninh quân đội. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Học viện An ninh Nhân dân đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ, lực lượng bảo vệ an ninh quân đội, góp phần tạo được sự thống nhất, phối hợp cho công tác nghiệp vụ, tăng cường sự đoàn kết gắn bó, nâng cao sức mạnh quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiến vào lễ đài là khối sinh viên chuyên ngành trinh sát chống gián điệp. Từ những lớp phản gián đầu tiên năm 1951 đến nay, Học viện An ninh Nhân dân đã có chuyên ngành trinh sát chống gián điệp. Học viện đã tham gia tất cả các chuyên án đấu tranh lớn của ngành công an, góp phần không nhỏ vào việc phát triển và hoàn thiện lý luận và nghiệp vụ trinh sát chống gián điệp. Đang tiến vào lễ đài là khối sinh viên chuyên ngành trinh sát chống phản động. Lý luận về nghiệp vụ trinh sát chống phản động là kết quả tìm tòi, nghiên cứu của biết bao thế hệ giáo viên học viện, nhất là từ năm 1964 đến nay, góp phần không nhỏ vào chiến công của các vụ án lớn chống phản động, bảo vệ an ninh dân tộc, tôn giáo, vận động quần chúng vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số. Tiến vào lễ đài là khối sinh viên bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng tiền thân là lực lượng công an nhân dân.
và bảo vệ nội địa đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an năm 1979, khi lực lượng Công an Nhân dân vũ trang đổi tên thành Bộ đội Biên phòng và chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Từ đó đến nay, Học viện An ninh Nhân dân vẫn giữ nhiệm vụ đào tạo, nhiệm vụ an ninh cho lực lượng Bộ đội Biên phòng được cử đi học. Đang tiến vào lễ đài là khối sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ. Học viện An ninh Nhân dân là cái đôi đào tạo cán bộ công an có trình độ ngoại ngữ hệ chính quy đầu tiên và duy nhất trong các trường công an. Hiện nay, học viện có 4 chuyên ngành ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, góp phần đào tạo những chiến sĩ an ninh không chỉ giỏi về nghiệp vụ pháp luật mà còn sử dụng thành thạo ngoại ngữ, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia thời kỳ hội nhập. Tiếp theo là khối sinh viên hệ vừa học vừa làm liên thông. Từ lớp tại chức khóa 1 khai giảng đầu tiên năm 1981 đến nay, Học viện đã đào tạo 28 khóa hệ vừa học vừa làm tại Học viện và 53 lớp tại các công an các đơn vị địa phương với hàng chục nghìn học viên. Chúng ta chào đón khối sinh viên chuyên ngành bảo vệ an ninh nội bộ. Lý luận bảo vệ an ninh nội bộ đã được đặt những viên gạch đầu tiên ngay từ khi mới thành lập trường năm 1946. Trải qua các giai đoạn phát triển, chuyên ngành bảo vệ an ninh nội bộ được thành lập là điểm mốc quan trọng để lý luận bảo vệ an ninh nội bộ có điều kiện phát triển lên tầm cao mới. Đang tiến qua lễ đài là khối sinh viên chuyên ngành an ninh điều tra. Bắt đầu từ các tập bài giảng đầu tiên môn hình pháp học, đến nay lý luận nghiệp vụ an ninh điều tra đã ngày càng trưởng thành và phát triển, đáp ứng được yêu cầu cơ bản đào tạo và thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Hàng vạn sinh viên an ninh ra trường với lý luận nghiệp vụ an ninh điều tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiến vào lễ đài là khối sinh viên quốc tế. Từ năm 1963, Học viện bắt đầu làm nghĩa vụ quốc tế đào tạo giúp công an Lào và Campuchia với hàng ngàn học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng mỗi nước. Học viện đã và đang đào tạo cả 3 cấp học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các loại hình đào tạo bồi dưỡng khác cho Bộ An ninh Lào, góp phần gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa lực lượng an ninh hai nước Lào-Việt. Đang tiến vào lễ đài là khối sinh viên ngành tin học. Từ khóa học đầu tiên năm 1995 đến nay đã có 16 khóa cử nhân tin học được đào tạo. Hầu hết các lĩnh vực trong ngành đáp ứng được yêu cầu đấu tranh bảo đảm an ninh thông tin, phòng ngừa đấu tranh tội phạm máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công an. Đang tiến vào lễ đài là khối sinh viên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Chuyên ngành xây dựng lực lượng công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng cho việc đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cho sự trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân. Là một chuyên ngành non trẻ, những sinh viên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước đã nhanh chóng bắt kịp với phong trào thi đua và học tập của sinh viên học viện. Nối tiếp truyền thống của học viện luôn đạt giải cao cho các kỳ thi lý luận chính trị, các trường công an nhân dân và đại học trong cả nước. Khối võ thuật công an nhân dân đang tiến vào lễ đài. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển võ thuật cho lực lượng công an nhân dân. Người căn dặn lực lượng bảo vệ, muốn bảo vệ thì người bảo vệ phải biết đánh địch, phải biết giỏi võ, phải khỏe, phải bắn súng giỏi. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng công an nói chung và Học viện An ninh Nhân dân nói riêng luôn chú trọng đến việc đào tạo cán bộ công an phát triển một cách toàn diện cả về trí lực và thể lực, nâng cao ý chí chiến đấu, bản lĩnh nghề nghiệp, lòng dũng cảm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ lớp đào tạo giáo viên võ thuật đầu tiên do Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định mở tại trường năm 1969, võ thuật công an nhân dân đã được đưa vào giảng dạy chính thức trong các trường công an nhân dân và ngày càng có vị trí quan trọng trong các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Đang tiến vào lễ đài là khối võ sinh Taekwondo trong võ phục trắng và tinh thần thượng võ bừng lên trên từng khuôn mặt. Tại Học viện An ninh Nhân dân, cùng với võ thuật công an nhân dân, võ Taekwondo không chỉ có nghĩa vụ là một môn học mà còn là niềm say mê đối với rất nhiều sinh viên. Taekwondo và môn võ hiện đại Karate-do cùng các môn phái võ khác đã thu hút đông đảo sinh viên học viện tham gia tập luyện. Trong các giải đấu Taekwondo, Karate-do trong và ngoài ngành, sinh viên Học viện An ninh Nhân dân có nhiều truyền thống, nhiều năm liền đạt được các thành tích cao.
trong giải bắn súng Taekwondo Karate Do các trường Công an Nhân dân năm 2011. Học viện An ninh Nhân dân đã đạt giải nhất toàn đoàn môn Taekwondo, giải ba toàn đoàn môn Karate Do với lấp lánh các tấm huy chương vàng của các võ sinh Lê Thị Kim Liên, Phạm Xuân Duy, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Khẩn, Bùi Đức Anh. Đang tiến vào lễ đài là khối sinh viên học viện trong trang phục đồng diễn thể dục nghệ thuật. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, mỗi người rất yếu thì cả nước yếu, mỗi người rất khỏe thì cả nước khỏe. Vì vậy, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Từ Bác cũng không ngừng nâng cao sức khỏe cho bản thân bằng việc chăm chỉ, kiên trì luyện tập thể dục. Thực hiện lời dạy của Người, 65 năm qua, bên cạnh việc đào tạo tri thức, Học viện An ninh Nhân dân luôn chú trọng việc rèn luyện thể lực cho học viên. Học viện thường xuyên có các hoạt động thể dục, thể thao sôi nổi, các cuộc thi gắn liền với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Với thương hiệu Cúp C500, giải bóng đá, tranh tài, thi đấu sôi nổi trong những ngày qua là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân. Học viện An ninh Nhân dân tự hào là đơn vị đầu tiên trong hệ thống các trường Công an Nhân dân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 về thành tích cho phong trào thể dục thể thao quần chúng. Đang tiến vào lễ đài là 65 lá cờ hòa bình, biểu tượng cho sức sống và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Học viện An ninh Nhân dân. Kế tục truyền thống của một dân tộc nhân nghĩa, vị tha, yêu chuộng hòa bình, nối tiếp lý tưởng của các thế hệ cha anh xả thân vì độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Như chiến sĩ an ninh đang mang trên mình trọng trách cao cả, bảo vệ an ninh quốc gia và cũng là bảo vệ khát vọng yêu chuộng hòa bình. Những cánh tay rắn chắc của các nam sinh viên đang nâng cao lá cờ hòa bình, biểu hiện quyết tâm của tuổi trẻ học viện thi đua và thực hiện, thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, thi đua rèn đức luyện tài để trở thành những chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên, góp phần công sức nhỏ bé của mình trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cuộc sống. Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện An ninh Nhân dân, tuổi trẻ học viện tự hào xoay mình vào trong truyền thống, tự hào được mang trên mình bộ quân phục mang thương hiệu C500. Từ mái trường này đã có hàng trăm nghìn chiến sĩ an ninh tỏa đi khắp mọi miền tổ quốc, từ những mặt trận chống gián điệp, chống phản động bảo vệ an ninh quốc gia, đến các ngõ phố đời thường, từ những vùng cao biên cương tổ quốc hay đến những hải đảo xa xôi. Đâu đâu cũng ghi những dấu chân và chiến công của những chiến sĩ an ninh nhân dân trưởng thành từ mái trường C500 Học viện An ninh. Có biết bao người con đã anh dũng lên đường với tinh thần xẻ dựng Trường Sơn đi cứu nước, trong đó có những thầy giáo đã để lại trang giáo án, cầm súng vào Nam theo tiếng gọi của Tổ quốc. Có hàng trăm nghìn anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có biết bao chiến sĩ an ninh đã thầm lặng hy sinh một phần xương máu của mình vì độc lập tự do, vì bình yên cuộc sống. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, sinh viên học viện không ngừng vươn lên và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, đẩy mạnh việc thi đua thực hiện của vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập tinh thần cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Tuổi trẻ học viện đã tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần xung kích, sáng tạo, có năng suất, chất lượng. Đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ trẻ với công trình sáng kiến cải tiến mọi mặt công tác học tập, tập trung vào đổi mới phương pháp, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy. Đoàn viên sinh viên miệt mài trên các giảng đường với phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp. Tự hào ôn lại truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ Học viện An ninh Nhân dân hôm nay nguyện thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, đem bàn tay và khối óc, đem lửa nhiệt tình đi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng bè bạn năm châu như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.